Chào các bạn, đây là kênh tìm hiểu chữa bệnh bằng thuốc nam. Các bạn hãy đăng ký kênh để thường xuyên được cập nhật tin mới nhất. Viêm da dị ứng, còn gọi là eczema, là một bệnh lý da gây viêm, ngứa, tiết dịch lỏng và có vảy trên da của bạn. Bệnh ảnh hưởng đến khoảng 1-10% trẻ sơ sinh, và thường giảm dần trong thời niên thiếu hoặc lúc trưởng thành. Ngoài vệ sinh da tích cực, tránh các chất kích thích như xà phòng không hợp với trẻ, việc ăn một chế độ ăn uống lành mạnh và hạn chế các loại thực phẩm nhất định có thể giúp giảm các triệu chứng. Thịt béo, chẳng hạn như thịt bò, thịt cừu và xúc xích, đóng góp một lượng phong phú các chất béo bão hòa, có thể thúc đẩy sự viêm sưng. Trung tâm Y tế Đại học Maryland, UMMC, khuyến cáo rằng những người bị viêm da dị ứng tiêu thụ ít nguồn chất béo bão hòa, bao gồm thịt đỏ. Hãy thử thay thế các loại thịt béo trong chế độ ăn uống của bạn với các loại cá nước lạnh. Các axit béo omega 3 phổ biến trong các loại cá như cá hồi, cá ngừ, cá trích và cá mòi có thể cung cấp các đặc tính chống viêm. Sản phẩm sữa, mặc dù là nguồn có giá trị của protein, canxi và vitamin D, nhưng có thể kích hoạt hoặc làm trầm trọng thêm các triệu chứng viêm da dị ứng ở một số người. Giống như thịt mỡ, sữa nguyên chất và các loại format có nhiều chất béo đóng góp một lượng phong phú các chất béo. Bão hòa, hãy thử thay thế các sản phẩm sữa với tương đậu nành hoặc không làm từ bơ. Thực phẩm dầu tinh bột, chẳng hạn như bánh mì trắng và mì ống, gây tiêu hóa kém hiệu quả và chứa các chất dinh dưỡng ít hơn so với các loại thực phẩm ngũ cốc nguyên hạt. Kết quả là, việc lựa chọn ngũ cốc nguyên hạt trên các loại thực phẩm dầu tinh bột có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn và sức khỏe tiêu hóa. Thực phẩm bột tinh chế cũng góp phần vào tình trạng viêm, theo UMMC, và có thể làm tăng triệu chứng viêm da. Trước khi mua bánh mì tròn, bánh, mì ống và ngũ cốc ăn sáng, kiểm tra danh sách thành phần để đảm bảo rằng các loại ngũ cốc nguyên hạt được liệt kê như là thành phần chính. Kẹo có đường, thêm đường, như đường mía, đường sucrose, maltose, dextrose, mật ong và si dâu ngô, thêm calo và hương vị. Ngọt ngào vào kẹo nhưng ít lợi ích dinh dưỡng. UMMC khuyên nên hạn chế lượng đường của bạn để làm giảm triệu chứng viêm da. Để cắt giảm lượng đường, nên uống nước, trà thảo dược hoặc các loại nước tinh khiết thay vì nước ngọt có đường. Thêm ít đường vào cà phê, trà và các loại ngũ cốc, hoặc thay thế đường bằng các sản phẩm ít đường khác. Nguồn phổ biến khác của các loại đường được thêm vào kẹo gồm sô-cô-la sữa, si-dô, kem, sữa ong chúa. Nếu viêm da không khống chế được và kéo dài, kèm sốt, nên đi khám bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị thích hợp với thuốc và tư vấn chế độ ăn uống phù hợp với cơ địa của bạn.